Có những lời khen từ chị Ái Xuân ngày hôm nay như là cô Hồng nè, chị Phượng này, trước khi mà đọc thì Hồng list ở đây một vài danh sách mà khen Ái Xuân nha. Chị Duyên, anh Điệp, chị Phượng, cô Hồng, chị Duyên đều khen Ái Xuân hôm nay mái tóc dài đẹp quá và những chiếc áo dài của Ái Xuân mặc cũng rất là đẹp. Và xin được gom chung những cái lời hỏi này lại thì vâng, thưa quý vị, đây là chiếc áo dài thứ hai mà chị Ái Xuân đã mặc trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì Hùng mời chị đứng lên để quý vị khán giả của Vietchan TV có thể ngắm được trọn vẹn hơn chiếc áo dài của chị được không? Wow, quý vị thấy chưa? Có nguyên một con chim ở trên ngực áo của chị nha quý vị. Một trong những hình ảnh thật đẹp, tôn vinh áo dài Việt Nam. Chị có một mái tóc thật dài, một chiếc áo dài ren thật đẹp. Bên cạnh đó thì đã được cách tân bằng một con chim rất là đẹp trên ngực áo của chị. Chị cho Hùng hỏi là thường thường những bộ áo dài mà chị mặc trong những cái dịp trình diễn đó, ai là người đã design áo dài cho chị? Và thường thường chị có bao giờ, Hùng được biết là chị cũng là người tự may áo dài cho mình nữa, áo dài hôm nay là ai là người thực hiện áo dài cho chị vậy? Kính thưa quý vị khán giả, áo dài hôm nay Ái Xuân bằng là Ái Xuân tự mình thiết kế. Và con phụng này Ái Xuân đã mua bên Thái Lan. Và vừa qua Ái Xuân có về Thái Lan để Ái Xuân mua những trang phục để mình diễn show. Thì Ái Xuân đã thấy con phụng này, con phụng thật Ái Xuân rất là thích. Và Ái Xuân đã tự thiết kế để mình dán lên trên bộ áo dài của Ái Xuân. Vâng, thưa quý vị không, nếu như quý vị ngồi gần đây mà giống như Lưu Việt Hùng và Đan Kim, quý vị sẽ thấy được rằng là chiếc áo dài rất là đẹp. Một chiếc áo dài ren, bên cạnh đó thì một con chim rất nhiều màu. Vừa nãy trong giờ break Hùng có trêu là chị Ái Xuân hôm nay có rất nhiều loại lông trên người, lông dài rồi lông màu rất là đẹp. Tuy nhiên thì công nhận rằng là chiếc áo dài này đã tôn vinh lên cái hình dáng nhân dáng của người phụ nữ Việt Nam. Chị phải đứng thêm một lần nữa đi, bởi vì là rất nhiều khán giả là muốn là được ngắm lại cái chiếc áo dài này đó nha. Và vâng, thưa quý vị, đấy, quý vị ngắm trọn vẹn lại được chiếc áo dài một lần nữa nha. Rồi chị quay đằng sau đây nè, quý vị thấy không, cái eo rất là đẹp, eo chị Ái Xuân nhỏ xíu luôn, mái tóc thật dài, thật là dễ thương. Rồi xin mời chị ngồi xuống. Vâng, thưa quý vị, với áo dài ngày hôm nay thì nữ ca sĩ Ái Xuân đã chuyên trở rất nhiều cảm xúc của mình trong hai bài hát Thân Phận Con Gái và Duyên Tình Buồn. Đằng sau những nụ cười và đằng sau cái cuộc hành trình mà để mà thay đổi cuộc đời từ con trai thành con gái của mình thì đã có bao nhiêu giọt nước mắt rớt xuống, đã có bao nhiêu nỗi niềm được chị giấu kín và đã có bao nhiêu những sự khổ đau để được như Ái Xuân ngày hôm nay diện trên mình những bộ áo dài thật đẹp. Thì chị có thể nói thêm một chút xíu về cái hành trình gian nan, hành trình nhiều nước mắt và khổ đau từ người con trai mà để trở thành một người con gái mặc chiếc áo dài thật đẹp. Có thể nói hay là một phần là bởi vì chị ước mơ được mặc cái chiếc áo dài Việt Nam, thành thử chị đã quyết tâm là mình sẽ có một cái cuộc mà gọi là thay đổi cuộc đời mình hay không? Áo dài có phải là một lý do để chị quyết định thay đổi cuộc đời hay không? Thưa quý vị khán giả và cảm ơn Lưu Việt Hùng, nhắc đến chiếc áo dài thì từ nhỏ Ái Xuân đã đam mê, đã yêu chiếc áo dài, mà nhất là chiếc áo dài màu trắng. Bởi vì từ lúc học phổ thông qua cấp 2 thì những học sinh nam đi học phải bó áo dơm quần, quần xanh áo trắng, còn những người nữ thì sẽ mặc áo dài trắng. Thì bước lên cấp 3, Ái Xuân không được mặc áo dài trắng, Ái Xuân rất là buồn và được bị bạn bè chê chọc, cho nên từ đó Ái Xuân đã bỏ học, không đi học được, mà luôn ấp ủ, luôn thích một mái tóc dài, mặc bộ áo dài trắng để đến trường. Cho nên là khi đến hơn nửa đời người thì ước mơ đó mới thành hiện thực. Thì Ái Xuân ấp ủ và chịu biết bao nhiêu đòn roi, biết bao nhiêu sự khổ nhục và biết bao nhiêu chiếc gói đã ướt đẫm những giọt nước mắt của Ái Xuân hàng đêm. Nhưng cũng cảm ơn tạo hóa, cảm ơn thiên liêng đã cho Ái Xuân được cuộc sống đúng tâm hồn và thể xác này. Và em cũng xin cảm ơn tất cả khán giả đã thương và mở rộng vòng tay nhân ái để đón nhận em, dù ở bất cứ nơi nào. Giống như ở Tennessee và ở Michigan và Seattle, ở nhiều nơi em đã đến và em rất tri ân và biết ơn với khán giả rất nhiều. Và nói về trang phục, em mê áo dài nhiều lắm, bởi vì cái áo dài nó tôn vinh cái đường cong và những cái thể hình của vẻ đẹp của người phụ nữ. Từ nhỏ em thích mẹ em bận và những bạn bè em và trong lớp phổ thông, và đến bây giờ em đã thực hiện được ước mơ đó. Và vâng, chị Ái Xuân biết không, Hùng nghĩ rằng là Hùng phải gửi một lời chúc mừng đến chị. Bởi vì thật ra cái giấc mơ của chị Hùng nghĩ rằng đã trở thành hiện thực.
Bây giờ đây trong mắt Hùng thì chị là một trong những người phụ nữ mặc áo dài thật là đẹp, mà có lẽ là một trong những người phụ nữ mặc áo dài Việt Nam có thể nói là đẹp nhất đi. Trong buổi tối ngày hôm nay chị là người phụ nữ mặc áo dài đẹp nhất, một chiếc áo dài thật đẹp. Có thể nói khi đọc nghe những cái tâm sự của chị, hoặc trước đây khi mà Hùng có đọc những bài báo viết về cái sự chia sẻ của chị trong cuộc hành trình thay đổi cuộc đời của mình, đã không dưới một lần Hùng đã phải rớt đến giọt nước mắt khi cảm nhận đến sự khổ đau của chị phải trải qua với hơn 10 lần nằm trên bàn mổ, đúng không? Và phải nói rằng chịu rất nhiều thiệt thòi. Những người chuyển đổi giới tính phải chịu, theo Hùng được biết là sẽ phải mất 10 năm tuổi thọ của mình, bởi vì từ một thân hình đàn ông mà để trở thành đàn bà thì đã phải xài rất nhiều những cái thuốc để mình phù hợp và mình biến đổi hormone. Yeah. Hùng nghĩ rằng chị đã có thêm rất nhiều những khán giả yêu thương chị, đó là những khán giả của đài Vichan TV. Tiếng hát của chị, nhân dáng của chị ngày hôm nay đã chạm đến trái tim cũng như sự ái mộ của tất cả những khán giả của đài Vichan TV trên khắp nơi. Chúc cái tiếng hát của chị sẽ mãi bay cao và nhân dáng của chị sẽ mãi tôn vinh như áo dài của người Việt Nam. Chiếc áo dài Hùng nghĩ rằng nó rất đẹp khi được chị mặc lên người. Một hình ảnh thật là đẹp. Cảm ơn chị Ái Xuân. Quay trở lại những lời hỏi thì Hùng phải đọc thật nhanh. Là chú Tài có hỏi về cái CD của chị Ái Xuân đó, thì một lần nữa chị có thể nhắc đến số phone của cái nơi mà đã phát hành cái CD của chị, để khán giả khắp nơi trên toàn cõi Hoa Kỳ cũng như Úc Châu có thể order được cái CD Thân Phận Con Gái mới nhất mà chị phát hành được hay không? Xin mời chị. Cảm ơn chú Tài rất nhiều. Nếu như chú và gia đình có ủng hộ CD của Ái Xuân và DVD với chủ đề là Thân Phận Con Gái ở trung tâm băng nhạc Tuyết Mưa Hồng với số điện thoại là 731-531-6776 và chú muốn vô căn nhà để có những cái website, đó là www.thegioiamnhac.com, thì tại trung tâm sẽ gửi những cái băng nhạc đó và CD có kèm theo chữ ký của Ái Xuân đến tận nhà của chú.